là người nào? Đế nữ đại thương thiên lộ tử quân tựa hồ không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của yến triệu ca. Lúc này hết thảy tâm thần nàng đều tập trung trên người nam tử áo xám trước mắt, mặt đầy chiến ý, không chút nào thả lòng. Vừa nãy nàng chém ra kiếm thứ hai, đại chưa thành công chém dụng hư ảnh thế giới sau lưng đệ tử đại. Xích thiên dẫn đến đế tử thái huyền thiên thất lợi chính là bởi vì nam tử trước mắt này. Thật ra ngày từ vừa bắt đầu nàng đã lưu ý đến nam tử áo xám cùng với tăng nhân trẻ tuổi áo trắng hai người này đều là đạo tặc chức không lâu phối hợp cùng đế tử đại xích thiên cướp đoạt phong ưu thiên đại cùng thiên và cực ác thiên nhưng khi thấy ách thiên sa vào đại loạn hai người lại nhàn nhã uống trà trên tiên đài điều này khiến nàng không dám khinh thường liên tục coi chừng bọn họ bọn họ một mực không thấy xuất thủ nàng bèn cũng không chủ động ra tay song phương bình an vô sự mãi đến tận khi nàng chém ra kiếm thứ hai kia tuy trong lòng tuyệt không có ý coi khinh quá hai người nhưng lộ tiểu quân vẫn không ngờ được sẽ có người ngăn lại chiêu kiếm đó ở trong nhận biết của nàng một khi thiên ý kiếm đã chém ra nhất định sẽ đả thương địch thủ chỉ khả năng tránh thoát chứ không thể bị người cường hành đón đỡ dù là tiên vương có tới cũng không thể rốt cuộc đây là kiếm có thể chém đứt thiên ý nhưng vừa nãy nàng chứng kiến một cảnh chấn kinh vô cùng ngay khi mình chém ra kiếm thứ hai nam tử áo xám vẫn đang uống trà trên tiên đài chờ thả chén xuống sau đó đứng dậy một bước bước lên hư không chắn ở trước thiên ý kiếm sau đó từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm bám đầy xỉ rét đồng thời cũng vung ra một chiêu hết thảy động tác hắn đều thực hiện chậm rãi mà thong dong nhưng khó có thể hình dung chính bởi động tác hết sức tự nhiên như vậy lại chán trước thiên ý kiếm của mình vung ra một đạo kiếm quang ngăn cản sau đó chỉ thấy hào quang trói mát phủ kín chín tầng trời không trung thái ách thiên bị xé rách một lỗ thủng to quái phong và loạn lưu khó mà hình dung bạo phát ra bao phủ khắp nơi đợi khi đập loạn lưu này đi qua hai đạo kiếm quang đều đã tan biến. Lô Tiểu Quân chấn kinh cũng bởi điểm này. Người kia rốt cục là ai, sao có thể bằng một chiêu trung hòa thiên ý kiếm quang? Thế gian này, sao có thể có người nắm giữ kiếm đạo nhường đó? Người, người rốt cục là ai? Qua một lúc lâu, nàng mới trầm trầm mở miệng, thanh âm khàn khàn ngưng trọng đến chính bản thân nàng đều không nhận ra. Nam tử áo bào sám lại chỉ ông thanh kiếm dì xét vào ngực, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu nói ra hỏa kia là thiên địch của đế tử Thái Huyền Thiên, mà ngươi lại là thiên địch của hắn, vậy ta nghĩ, ta hẳn được tính là thiên địch của ngươi. Hà! Vừa nghe lời ấy, đế nữ đại thương thiên lộ tiểu quân liền biết câu nói mình lầm bẩm vừa nãy đã bị người này nghe được, trong lòng thấy chấn kinh, ngược lại càng âm lãnh mấy phần, mắt sáng lên, trầm giọng nói. Vừa nãy ngươi quả thực đã ngăn lại được chiêu kiếm này của ta. Nhưng một kiếm đó lực lượng không đủ, cùng lắm chỉ có bảy thành uy lực ngươi thật cảm thấy, có thể ngăn lại một chém toàn lực từ thiên ý kiếm. Ngươi phải hiểu một điều, vấn đề không phải nằm ở lực lượng, nghe xong, nam tử áo xám khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Giống như đế tử Thái Huyền Thiên bị hắn khắc chế, không phải bởi vì tu vi và thực lực đế tử Thái Huyền Thiên thấp hơn hắn, tương tự, thiên ý kiếm của người khắc chế hắn, không có nghĩa tu vi người mạnh hơn hắn và đế tử Thái Huyền Thiên. Cũng như thế, ta là thiên địch của ngươi, không phải bởi ta có thể đỡ lấy mấy thành lực lượng của ngươi, mà ở chỗ, thiên ý kiếm bị ta khắc chế. To mồm thật đấy, mày liễu đế nữ đại thương thiên lộ tiểu quân dựng đứng lên, quát lớn một tiếng, trên người lần nữa chớp động kiếm quang. Nhìn bộ dạng nàng có vẻ là đã nổi giận, muốn bất chấp hết thảy chém tiếp ra một kiếm. Những nam tử áo xám thấy vậy, lại vẫn không chút biến sắc, trên người cũng có kiếm ý tương tự nhàn nhà thăng lên kiếm ý trên người lộ tiểu quân sầm nhiên đáng sợ trầm trọng như trời còn kiếm ý trên thân nam tử áo xám lại mờ mịt kỳ ảo bao la vô biên cảm nhận được khí tức trên người hắn sắc mặt lộ tiểu quân đột nhiên hơi biến tựa hồ nhớ ra điều gì kiếm đạo ngươi tu là gì khí cơ nàng đã ấp ủ đến trình độ nhất định nhưng không ra tay ngược lại lạnh giọng quát hỏi nam tử áo xám thẳng thắn đáp đạo kiếm nghe được hai chữ này sắc mặt lộ tử quân kinh biến đến mức tái nhợt tâm tặng nhảy đập phập phồng như sóng chiều ngược lại nam tử áo xám lại cười tự diễu nói chưa tham ngộ được một kiếm sau cùng không dám xưng đạo chỉ ỷ vào thiên phú ông trời ban tặng và chút khôn vật thoáng ngộ ra con đường thôi chẳng qua mới vừa rồi ta cứ ly gần nhìn thiên ý kiếm quang mấy lần lĩnh ngộ ra chút đạo lý có mấy phần nắm chắc ngăn lại kiếm của ngươi bằng tu vi ngươi bây giờ điều động kiếm này vốn đã có chút miễn cưỡng hơn nữa có ta ở đây, càng sẽ không cho ngươi cơ hội xuất kiếm, thế nên, hôm nay ngươi chém không ra được kiếm thứ ba. Xem ra, ngươi là Tiên Thiên Đạo thể, Lộ tiểu quân không để ý tới cái khác, thoáng trầm mặc một lát, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Nam tử áo xám gật gật đầu, không nói nhiều. Lộ tiểu quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói. Tiên Thiên Đạo thể đến trời cao cũng đố kỵ, ngươi lại có thể sống sót, đúng là hiếm lạ nếu ta sinh ở tam thập tam thiên, có lẽ không sống tiếp được, nam tử áo xám than nhẹ một tiếng, nói. Bởi vì tam thập tam thiên thiên ý quá mạnh, nhưng ta số may, sinh ở một nơi thiên ý không mạnh lắm, vừa khéo có cơ hội sống sót, nhưng mà, dù vậy cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ, mấy lần suýt chết, hiện giờ, tốt xấu xem như đã sống quá ngày tháng gian nan nhất, cũng đến lúc nếm trải ưu thế tử thiên phú. Tiểu tiên giới, hay là thiên nguyên, lộ tiểu quân mở miệng ánh mắt ngưng trọng nhìn nam tử áo xám nam tử áo xám cười cười nhưng không hồi đáp thẳng chỉ nói điều đó quan trọng ư lộ tiểu quân lắc lắc đầu tự tiếp lời mình nói tiểu tiên giới nuôi không ra quái thai như người xem ra người đến từ thiên nguyên cũng khó trách những tên kia dám bọ ngựa đấu xe phản kháng ba phương đế cung ha ha bọn họ cảm thấy có người liền có vốn liếng đối phó ba vị tiên đế quá ngây thơ rồi danh tiếng tiên thiên đạo thể không hiện trên thế gian, nhưng trên thực tế lại cũng không ít, chỉ là phần lớn đều chất yểu, số có thể trưởng thành chưa chắc được một phần xem, người xem như trường hợp đặc biệt, nhưng cũng phạm vào một sai lầm lớn, nam tử áo xám hơi ngứa. Hà! Đế nữ đại thương thiên lộ tổ quân lạnh nhạt nói. Người không nên xuất hiện trên thế gian khi còn chưa tu thành chiêu kiếm cuối cùng, càng không nên tới tam thập tam thiên. Đối với người mà nói, nơi an toàn nhất chính là tinh không ở tam tập tam thiên mỗi lần ngươi ra tay liền sẽ bị thiên ý cuốn lấy một phần đạo kiếp trên người càng to lớn thêm một phần giờ ngươi còn cả phải ta thanh danh tiền thiên đạo thì có thể hù sợ rất nhiều người nhưng dọa không được ta một khi người ta đấu pháp chỉ cần trong thời gian ngắn ngươi chém không được ta vậy ngươi chắc chắn phải chết vừa nói nàng vừa ngừng đầu lên khẽ cười nói tiếp mà ta rất tin tưởng trong thời gian ngắn ngươi chém không được ta nói đến đây nàng đột nhiên bước ra trước một bước. Tùy theo một bước bước ra này, trên đỉnh đầu lập tức chấp hiện ánh sáng mờ mịt, quanh người nàng đồng loa xuất hiện vô số thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều khác nhau, thanh nào thanh ấy đều là tiên bảo, ẩn chứa đền uy khủng bố, tất cả kiếm yên lặng trôi nổi bên cạnh nàng, im lìm bất động, căn bản nhìn không ra rốt cục. Thanh nào mới thật sự là thiên ý kiếm, ánh mắt lộ tiểu quân không có nửa phần do dự, tiện tay nắm chặt một thanh, tiếp tục đi tới phía trước. Vừa đi, nàng vừa bình tĩnh mở miệng thế nên ta dám chắc người sẽ chết yểu ở chỗ này vèo dứt tiếng nàng chém ra một kiếm không phải hướng tới nam tử áo xám mà là hướng về phía phương hành ở xa xa kiếm quang trói mắt mang theo hung uy vô tận chém thẳng tới phương hành sau đó nàng căn bản không quan tâm chiêu kiếm kia có chúng hay không cứ thế chém ra kiếm thứ hai rồi kiếm thứ ba rõ ràng toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung lên người nam tử áo xám đề phòng hắn ra tay, nhưng cũng mỗi một kiếm đều chém về phía phương hành, mỗi một kiếm đều có lực lượng cực kỳ khủng bố, trong chiến trường hỗn loạn rất khó phán đoán ra đầu mới là thiên ý kiếm. Nàng muốn dùng cách này nhằm dụ cho nam tử áo xám xuất kiếm, chỉ cần nam tử áo xám thật sự muốn ngăn trở thiên ý kiếm, vậy chỉ có nước không ngừng xuất kiếm. Đối với đối phương mà nói, mỗi lần xuất kiếm, đạo kiếp trên người liền sẽ dày đặc một phần, đôi khi kiếp số đạt đến trình độ nhất định, đạo kiếp tự hiện, nhân quả báo ứng, mà nếu nam tử áo xám cường hành hướng nàng ra tay, buộc nàng thu tay, nàng lại cũng có cách khác để tự vệ. Khoan nói cái khác, đường đường đến nữ đại thương thiên, để phủ hộ thân nhất định là có. Ào! Nhưng đối mặt phương pháp ác độc này của nàng, nam tử áo xám kia vẫn không chút để ý. Thân hình đột ngột tử lao tới, thiết kiếm xoay tròn trong lòng bàn tay, ung dung ngăn lại hết thảy kiếm quang, tựa hồ không lo lắng chút nào, trên mặt thoáng hiện vẻ cười nhạt, nhẹ giọng nói phương pháp không tệ nhưng người tính lầm hai chuyện hà đến nữ đại thương thiên lộ tiểu quân không chút nào núng một bên xuất kiếm một bên lạnh nhạt nói chuyện gì nam tử áo xám một bên ngăn lại kiếm quang một bên nhẹ giọng nói thứ nhất nơi này là lục ma thiên còn là thái ách thiên đặc thù nhất trong lục ma thiên thiên ý bạc nhược dù có thiên kiếp giáng lâm cũng không nhất định có thể lấy mạng ta thứ hai là gì lộ tiểu quân đột nhiên vung tay liên tục chém ra ba kiếm miệng nhưng không nhanh không chậm hỏi thứ hai chính là nam tử áo xám đột nhiên cứ quỷ dị đối thủ của ngươi không phải ta mà là người khác à nghe xong lời này lộ tiểu quân không khỏi dùng mình mồ hôi lạnh đầy người vội vã quay đầu lại vừa quay đầu thân mình còn chưa xoay theo Liên chỉ cảm thấy phía sau có một bóng mờ to lớn nện tới, thâm tâm nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái ót đã trùng trùng đụng một cái, thoáng chốc chỉ thấy đầu óc tráng váng, bên tai truyền tới tiếng hét giận dữ. Một kiếm hai kiếm cũng lại thôi, không ngừng hướng sư huynh ta xuất kiếm, người tưởng Phật ra ta không biết giận chắc. Hòa thượng đáng chết, lộ tử quân đầu óc mơ màng, khóe mắt thoáng thấy người đánh sao gánh mình chính là tên tiểu hòa thượng nhìn có vẻ tuấn mỹ xuất trần kia người đó tay cầm một con cá gỗ mõ cực lớn đáng hận chính là vừa nãy toàn bộ sự chú ý của mình đều đổ dồn lên thân nam tử áo xám không lưu ý đến người này ngay cả hắn tiếp cận lại gần bản thân lúc nào đều không biết quan trọng hơn là đạo đế phù hộ thân trên người do chính phụ vương tự tay viết xuống cũng không có phản ứng nguyên nhân là bởi đạo đế phù kia tuy có thể chủ động hộ chủ nhưng cũng phải cảm ứng được sát khí mới linh trong khi trên người tên hòa thượng này căn bản không có nửa điểm sát khí nhưng bất luận thế nào sau ót đã trúng một gõ nàng chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ tưởng chừng té xỉu đối với nàng mà nói đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp phải trong lòng cuống cuồng kinh hãi nàng liều mạng điều động chút linh quang cuối cùng xúc động đạo đế phủ kia sau đó ý thức nàng cũng dần mất đi ha ha tiểu phật gia thần thông quảng đại thực sự khâm phục quái thai viên gia nhìn thấy thần tú gõ một mõ lên ót đến nữ đại thương thiên miệng cười tươi ôm quyền hành lễ Thần Tú có vẻ ngượng ngùng, hai tay hợp thập đáp lễ nói. Thí chủ quá khách khí, nếu không phải nàng thái quá kiêng sợ người, dồn mọi tâm thần lên thân người, không dành bận tâm chung quanh, sợ rằng lấy khả năng bẩn tăng e là không dễ tiếp cận nàng như vậy. Hai người vừa nói vừa bay sang hai bên. Tuy đế nữ đại thương thiên lộ tiểu quân đã bị một mõ gõ váng đầu, nhưng bọn họ đều rõ ràng, vị đế nữ chẳng những không vì vậy mà mất đi uy hiếp, trái lại càng thêm khủng bố. Nhưng ở cách bọn hắn không xa, một chi sinh linh thần tộc thoáng thế đế nữ đại thương thiên bị đánh ngất liền cứ thế thẳng tắp hạ xuống từ giữa trời nhất thời đại hỉ cào thét sông lên thoáng chốc khi móng vuốt bọn hắn vừa mò tới vị đế nữ đại thương thiên này đột nhiên một đạo khí tức thê lương vọt thăng lên ầm, ừ. khởi nguồn của đạo khí tức kia là một chữ thương chữ đó vọt thăng lên từ trong lòng lộ tiểu quân giây lát liền nổ bung ra một mảnh khí tức thê lương khó mà hình dung sinh linh thần tộc tiếp cận lại gần lộ tiểu quân bất chợt kinh hãi nhưng còn chưa kịp né ra liền đã bị khí tức kia quét trúng, gào hét thê thảm, thân hình trực tiếp hóa thành phấn vụn, không có nửa điểm thừa lại, khí tức thê lương không vì thế mà biến mất, mà trực tiếp quét tán ra chung quanh. Chỉ thấy một đạo ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột ngột quét tới bốn phía, ánh sáng đi tới đâu, bất kể là tiên binh ma tướng hay là sinh linh thần tộc, tất cả đều bị trôn diệt, sau đó thân thể cứng ngắc, cấp tốc khô héo, mất đi hết thải quang trạch. Ánh sáng khuếch tán chỉ là chuyện trong nháy mắt, thiên địa nhất thời đại biến lấy đế nữ đại thương thiên làm trung tâm hết thầy sinh linh đều bỗng chốc mất đi khí tức một trận gió nhẹ thổi qua hết thảy thầy khô ảo ảo đồ sụp hóa thành cho bụi biến mất giữa thiên địa trong phạm vi 300 dặm tránh được tai nạn này chỉ có hai người thần tú và quái thai viên ra thương nữ điện hạ cũng nhân trường dị biến này chư vị hộ đạo giả đại thương thiên nhất mạch tiên binh tiên tướng cùng với các vị ma đầu mới chú ý tới lộ tiểu quân rơi rụng xuống từ giữa trời tất cả đều kinh hãi từ đế phủ được phát động thì thấy lộ tiểu quân không thể nghi ngờ đã tao ngộ nguy hiểm cực đáng sợ bằng không bảo mệnh phủ như thế nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng tình cảnh này cũng cảnh cáo chư hộ đạo giả và tiên binh ma tướng bọn họ vội vàng đổi tới chỗ đế nữ đại thương thiên nàng phải dùng đế phủ lúc này đế tử thái huyền thiên yến triệu ca cũng giật nảy mình ánh mắt quét nhìn nơi khí tức thê lương truyền ra vừa nãy hắn bị xé đi một tay giờ chính đang thê thảm chạy trốn đối mặt vị đế tử đại xích thiên hung cuồng kia càng là không có nửa phần chắc thắng song dù vậy hắn vẫn không cam tâm sử dụng đế phủ trên người thế nên khi nhìn thấy lộ tử quân sử dụng đế phủ hắn kinh hãi nhận ra một sự thực đó là cục diện trước mắt còn hung hiểm hơn xa tưởng tượng bất luận mình thừa nhận hay không trận chiến này vị đế tử đại xích thiên kia đã thắng đã không cần thiết tiếp tục dây dưa kéo dài chỉ có hung hiểm mà thôi thái huyền thiên và đại thương thiên liên thủ lại có đám ma đầu tiêu bắc minh tống cái nhạc sơn nhi và vạn giang hận giúp sức cũng lực lượng này đương nhiên cường đại vô cùng nhưng bọn họ vẫn không chiếm được ưu thế chủ yếu là bởi đối phương đến quá nhiều cứu viện một nhóm tiếp một nhóm hơn nữa thực lực đều cực kỳ khủng bố khiến trận tuyến bọn họ rối loạn theo hắn thấy điều này quả thực khó mà tưởng tượng nhiều cao thủ như vậy làm sao lại đồng thời tụ tập đến thái ách thiên làm sao lại không hạn mà cùng tụ đến một nơi giúp sức cho đế tử đại xích thiên rốt cuộc vô luận đại thương thiên hay là thái huyền thiên cao thủ tới đều quá ít bọn họ vốn xem lục ma thiên này là một ván cờ chứ không phải chiến trường hộ đạo giả đồng thời theo bọn họ tới chủ yếu là để bảo vệ chứ không phải tiên tướng tiên soái năng trinh điện chiến chân chính của hai phe đế cung mà bây giờ đế tử đại xích thiên đã biến cục diện tổng thể thành chiến trường bọn họ đương nhiên chỉ còn nước trước lui ra tập kết binh lực sau đó một lưới bát hết những người này lùi yến triệu ca giống to phi thân viễn độn âm thanh vang vọng bốn vực muốn rút đi xa xa bất luận là hộ đạo giả thái huyền thiên nhất mạch hay ma đầu đang chinh chiến đều hơi ngớ sau đó vô luận trong lòng bọn họ không cam nguyện đến đâu lúc này chỉ còn cách từ bỏ đối thủ trước mắt đùi ra sau đối với thái huyền thiên nhất mạch tới nói tự nhiên không gì quan trọng hơn tính mạng đế tử bên mình đế tử đã ra lệnh vậy mình chỉ còn cách cân theo đối với đám ma đầu mà nói bọn họ cũng ý thức được tình hình trước mắt đã vô cùng rối loạn nếu tiếp tục dây dưa e rằng tính mạng hai vị đế tử đế nữ đều khó đảm bảo nếu bọn họ xảy ra bất chắc gì ở lục ma thiên vậy tội của mình sẽ to lắm khó tránh khỏi cách phúc diệt thế nên không còn cách nào khác đành phải trước bảo đảm tính mạng cho hai vị quý nhân này cái đã ầm 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 chiến trường vốn đang một mảnh hỗn loạn nhưng tùy theo tiếng kêu của đế tử thái huyền thiên lại lần nữa hiện vẻ ngay ngắn trật tự hộ đạo giả thái huyền thiên nhất mạch cùng với tiên thị tiên binh tiên tướng đều vọt tới trụ yến triệu ca hoàn toàn không để ý tới đối thủ phía sau đại thương thiên nhất mạch cũng tương tự ảo ảo lao hướng lộ tiểu quân rơi dụng chỉ e không kịp chư vị ma đầu và đám thủ hạ cũng từng bước co rút chậm rãi tụ lại điều này khiến cho chư bộ viện binh hơi ngớ thần tình không giấu được vẻ ngưng trọng dù sao bọn họ cũng binh ít tướng thiếu ngoại trừ sinh linh thần tộc ra chư bộ khác chỉ có một ít cao thủ tinh nhuệ mà thôi căn bản không thành được quân so với hai phe đến cùng lục ma thiên thì còn kém xa lắm vừa nãy nhân lúc loạn thế tự nhiên có thể khuấy gió trộn mưa nhưng bây giờ đối phương hiện thế lui đồng thời điều quân nghiêm cẩn tuy lùi mà không loạn bọn họ rất khó có được cơ hội xuất thủ dê báo đã vào trong còn muốn trốn phương hành từ xa nhìn thấy cảnh này lập tức cười lạnh tiên uy chấn đãng cán răng vò tới đám người chúng ta tụ ở nơi này nếu còn để chúng chạy chẳng phải mất công tu hành bấy lâu. Tùy theo hắn sông tới, không biết có bao nhiêu người sống to, phóng đi theo. Hiện tại hiển nhiên là thời điểm mấu chốt, có thể lần nữa quấy rối đại quân đối phương hay không, chính là cơ sở để phương hành đạt được mục đích. Tách ra, như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục duy trì ưu thế hiện có, ngang dọc thái ách thiên thích làm gì thì làm, nhưng nếu đối phương tập kết đại quân, như vậy bọn họ chỉ còn nước rút đi, căn bản không thể đồ diệt đại quân, trận chiến này cũng thành ổn công. Giờ đây, đối phương hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này trừ tiên tướng đều án binh bất động cắn răng lùi lại dù bị đối phương giết chết một nhóm người cũng phải tụ tinh nghệ lại cùng nhau đúng lúc đó bầu trời thái ách thiên đột nhiên mây khói mênh mông hư không xé nứt lần nữa hiện ra một cánh cửa khổng lồ sau đó nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt sau cánh cửa có một chi đại quân như ẩn như hiện phía trước đại quân là một ông lão thân mặc áo bảo đen hai tay chắp sau lưng từ trên cao nhìn xuống mắt lạnh quét nhìn thiên địa. Lại có cứu viện, hai phe đế cung và lục ma thiên nhất mạch thấy cảnh ấy, tâm tạng nhất thời hơi lạnh, viện binh đế tử đại xích thiên đã nhiều lắm rồi, giữa lúc then chốt này, nếu lại thêm một bộ, vậy thì bọn họ phiền phức to. Đó là, đó là phụ thân ta. Nhưng cũng lúc này, một tiếng kêu kinh hỉ la lên, chính là cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận, tiếng kêu này lập tức khiến hai phe đế cung và chư bộ lục ma thiên ngẩn ra, tiếp sau liền đều mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, thì ra là lão ma chủ cực ác thiên tới. Giữa lúc quan trọng này, hắn đến thật quá đúng lúc, có một bộ ma quân như thế gia nhập, bọn họ quả thực nắm chắc phần thắng, vừa nãy bọn họ còn đang nghĩ, chỉ cần hộ tống được hai vị đế tử đế nữ đảo tàu là tốt nhất. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ ma binh cực ác thiên kia, bọn họ liền hoàn toàn yên tâm, cần gì phải đào tàu, trực tiếp tập hợp đại quân, giết ngược trở về, bắt lấy đế tử đại xích thiên xua tan bọn họ. Nhưng ngay thời điểm đó, trên chín tầng trời, cực ác ma chủ vạn sầu hải đã lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm hồn hậu vô biên. Nghe lệnh, bộ cực ác ma quân kia lập tức gào thét sông tới, sát khí đằng đằng. Hai phe đế cung và lục ma thiên nhất mạch đang định hoan hô, nhưng không đợi bọn họ kịp kêu thành tiếng, liền ngây dại, bởi vì bọn họ phát hiện đám cực ác ma binh kia đang sông về hướng mình. Thế là, hai phe đế cung và chư bộ lục ma thiên vốn chính đang chầm chậm thu gom lại, đang phải chịu đựng áp lực trầm trọng từ bên ngoài, giờ đây, đột nhiên bị một bộ cực ác ma binh từ trời giáng xuống, lập tức loạn thành một đoạn, khổ nhất chính là đám tiên binh ma tướng, bọn họ triệt để ngây dại, căn bản không biết. Ai là ai, chỉ có thể liều mạng tự vệ, loạn chiến như rời dạng không đầu. Phụ thân, chuyện này, hết thầy điều này là chuyện gì? Trên thái ách bình nguyên, một trường biến cố đột ngột không ai nghĩ tới xảy ra, đặc biệt là cực ác tiểu ma chủ giờ này hắn đã kinh sợ đến ngây ngốc cực ác lão ma đầu ngươi điên rồi phải không đây là vì sao phong yêu ma chủ cũng không nhịn được hét lớn biểu tình trên mặt âm ngoan dị thường trước đây có đồn đại nói cực ác ma chủ vạn sầu hài trọng thương đường đường đại la kim tiên nhục thân lại đã băng hủy ngàn cân treo sợi tóc cũng chính bởi vậy mới dẫn tới trường hạo kiếp lục ma thiên nhưng chẳng ai ngờ rằng nay đến thời khắc then chốt cực ác lão ma chủ vạn sầu hài lại hiện thân càng khiến người không lường được chính là hiện thân thì cứ hiện thân thôi đằng này hắn còn chỉ huy ma quân trực tiếp đối địch với hai phe đế cung phút chốc liền xung loạn đại quân lần nữa khiến thái ách thiên sa vào cảnh hỗn loạn rốt cục hắn đang nghĩ gì ha ha yến triệu điện hạ thương nữ điện hạ không cần lo lắng có lão phu ở đây tất bảo đảm các ngươi bình yên lui ra lục ma thiên trên chín tầng trời vạn sầu hải mạt mang ý cười chậm rãi đạp bước đi về phía chúng nhân lúc này thái huyền thiên nhất mạch đại thương thiên nhất mạch cùng với chư vị ma đầu lục ma thiên đã tụ lại cùng nhau hiển nhiên lão ma đầu này đi tới đều khiến bọn họ trong lòng hơi lạnh nhưng khi nghe được lời này của hắn ai nấy không nhịn được ngẩn ra tâm lý loạn thành một đoàn một bên tách ra đại quân một bên lại bảo đảm hai vị điện hạ bình yên rời đi trong hồ lô của lão ma đầu này rốt cuộc bán thuốc gì còn những người khác thì cứ ở lại chỗ này coi như đại giá khi các người nhúng tay vào lục ma thiên nhưng không chờ bọn họ kịp hồi thần thân hình vạn sầu hải đã lắc lư đi đến trước mặt mỉm cười nói lùi ra sau không thể tiếp cận đế tử không chờ vạn sầu hải tới gần yến triệu ca trăm trượng một vị hộ đạo giả thái huyền thiên lập tức hét lớn đưa tay ra ngăn trở hiển nhiên bọn họ đã bị hành động vừa nãy dọa sợ hiện tại đế tử bên mình còn gãy một cánh tay người đây làm máu sao dám để hắn chịu thêm nửa điểm nguy hiểm lão ma đầu cực ác thiên này tuy trên danh nghĩa là cùng một mạch với bọn họ miệng cũng nói là suy nghĩ cho đế tử, nhưng cách làm thật sự khiến người không an tâm cho được, thế nên tuyệt đối không thể để hắn tới gần, vạn nhất đế tử có gì bất chắc, chuyện liền phiền phức to. Vị hộ đạo giả kia cũng là một tên đại la kim tiên, đưa tay đẩy tới, tự có tên uy chấn đãng, đạo pháp thâm trầm. Nhưng đón một trưởng hán đẩy tới, thân hình vị lão ma đầu cực ác thiên kia lại vẫn bất động, như là không thấy, vẫn là tiếp tục đi tới, khoảnh khắc một trưởng kia sắp đẩy đến trước người, hắn chợt không chút biến sắc giơ tay lên, chậm rãi nắm lấy cổ tay vị hộ đạo giả, nhìn như chỉ là một động tác hết sức bình thường, nhưng một cảnh khiến người không cách nào tưởng tượng lại xuất hiện. vị hộ đạo giả bị vạn sầu hải nắm lấy cổ tay, theo bản năng liền muốn giải thoát ra, nhưng vừa dùng sức liền đột nhiên biến sắc, kêu lớn một tiếng, tiên uy vô tận vọt thang trên người, vội vã nhảy lên định chạy trốn, nhưng vạn sầu hải không có ý thả hắn ra, thậm chí sắc mặt đều không biến, cứ thế gắt gào nắm chặt cổ tay đối phương, sau đó trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của vị hộ đạo già một cảnh tượng quái quỷ xuất hiện thân thể vị hộ đạo già kia nhanh chóng trở nên khô quắt cháy khô tiên khí trên người cấp tốc trôi đi thả hán ra cảnh này khiến chúng tiên không khỏi kinh hãi hộ đạo giả thái huyền thiên nhất mạch hét lớn một tiếng vội chạy đến cứu giúp nhưng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi dị thường hộ đạo giả bị vạn sầu hải nắm khổ tay đã gầy khô như củi sau đó bị vạn sầu hải tiện tay ném xuống đất hắn ngẩng đầu bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, như kéo ra một tầng sương mù. Trong lúc vị hộ đạo giả chạy tới cứu còn chưa kịp có phản ứng, bàn tay của hắn đã ấn lên trá đối phương rồi. Người Hộ đạo giả kinh hãi, hắn vốn không dễ dàng bị chế trụ như thế, nhưng lúc hắn đang xông tới thì cảm ứng được khí tức đại đạo tán phát ra trên thân đồng liêu, tưởng là vạn sầu hải ném đồng liêu về phía mình, vội vàng thu hồi thần thông, để tránh ngộ thương, nhưng chính bởi thoáng chốc hoàng thần đó, vạn sầu hải đã sáp bại bàn tay đặt trên đầu hắn. Sau đó hắn vừa sợ vừa kinh, gian nan nói ra một chữ, liền cảm thấy tiên khí trên người bị bàn tay kia cướp đoạt đi, vạn sầu hải thu tay, cho bùi dì rào tung bay giữa trời bị hắn vung tay áo để ra, như là làm một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Nhưng những người khác tại hiện trường đều bị hành động vừa nãy của hắn dọa sợ. Trong đó, đặc biệt nhất là mấy người tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi, thậm chí ánh mắt nhìn về phía vạn sầu hải đều mang theo vẻ sợ hãi, theo bản năng lùi lại vài bước, đối mắt nhìn nhau một lát, chỉ thấy trong mắt đối phương hiện đầy kiêng sợ. Lão ma đầu này không phải đang bị thương nặng chờ chết ư. Sao giờ có vẻ, thực lực chẳng những không yếu đi, ngược lại càng thêm phần khó lường. Trước đây, cực ác ma chủ vạn sầu hài chính là tôn sư thực lực đứng đầu trong sáu ma đầu bọn họ, nhưng dù hắn mạnh hơn mấy ma đầu khác một chút thì cũng không thể mạnh đến trình độ này. Hộ đạo giả thái huyền thiên kia dù sao cũng là đại la kim tiên, mấy ma đầu bọn họ thực lực có thể so với tiên tôn, muốn giết đại la kim tiên tuy không khó, nhưng không thể dễ dàng như vạn sầu hải bây giờ, nhẹ nhàng hóa hai vị đại la kim tiên thành cho bụi, thực sự là quá cổ quái, căn bản không cách nào. Tưởng tượng, đặc biệt là, thần thông vạn sầu hải dùng không phải vương quyền đại đạo nghe danh tam thập tam thiên trước đây, loại pháp môn trực tiếp rút tiền khí thậm chí là đại đạo từ bên trong thân thể người khác như vậy, mấy tên ma đầu này chưa từng gặp bao giờ. Vạn sư thúc, thân thể ngươi khỏe rồi. Ánh mắt đế tử Thái Huyền Thiên Yến triệu ca lạnh xuống, hộ đạo giả bên cạnh hắn chỉ còn ba người sống sót không ngờ vạn sầu hải vừa lộ diện liền giết hai người trong lòng tức giận đến đâu chắc không cần nói cũng biết khăng khăng lúc này hắn không thể không cường hành đè xuống lửa giận lạnh lùng hỏi thậm chí trong giọng điệu còn kêu cả bối phận như là căn bản không nhìn thấy hộ đạo giả của mình bị giết ha ha thương thế vốn không nặng có gì mà khỏe hay không vạn sầu hải cười ha ha quay đầu nhìn yến triệu ca một cái cười khẽ trả lời người yến triệu ca vẫn chưa đáp lời tông cái đã không nhịn được đã mở miệng kêu nói đại ca chuyện này rốt cục đã xảy ra chuyện gì nếu ngươi không bị thương sao trước đây không thấy người ngươi nếu người khác biết ngươi căn bản không thương căn bản sẽ không thể vào lục ma thiên đại cùng ma cùng ta đều bị người đốt rốt cục ngươi đang nghĩ cái gì cơ nghiệp lục ma thiên chúng ta sắp xong rồi ai nói cơ nghiệp lục ma thiên xong rồi chỉ mới bắt đầu mà thôi Cực ác lão ma chủ vạn sầu hài cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn tống cái, cười nói. Nếu ta không bị thương nặng, ba phương đế cung kia sao sẽ thả lòng giám thị, lão phu làm sao tu hành. Ha ha, chỉ có trước khiến lục ma thiên đại loạn, ba phương đế cung mới sẽ giành nhau tiến vào, minh tranh ám đấu, thả lòng giám thị đối với mấy lão già chúng ta, bằng không, ai, các ngươi không phải không biết, đám du tin kia, cản mãi không hết, giết mãi không dứt, đau đầu. đầu thế vậy bây giờ là phong ư ma chủ trong lòng run lên như là nghĩ tới điều gì thất thanh kêu nói hiện tại chúng ta rốt cục không cần trốn tránh bọn họ đục ma thiên cũng sẽ thừa cơ quật khởi thành lập đế cung của riêng mình vạn sầu hài cười nói trước đây người khác nói tam thập tam thiên có ba tên bán tiên đế câu nói này đến lúc phải sửa rồi phụ thân người người rốt cục đang làm cái gì vì sao ngay cả ta cũng gạt đột nhiên một giọng nói vang lên là tiểu ma chủ giang vạn hận sắc mặt hắn đầy vẻ mê man đối với tình hình cha mình hắn biết không nhiều bằng cả người ngoài bây giờ mỗi câu vạn sầu hải nói hắn đều nghe không hiểu mỗi hành động của vạn sầu hải hắn đều không để lý giải cảm giác bị gạt khiến hắn vừa kinh lại vừa sợ cũng không có gì vạn sầu hải cười ha ha nói còn nhớ ngươi mười năm trước vô tình phát hiện tôn đồng lâu kia không Người không rõ là và gì liền cầm tới chỗ ta, ta giữ lại, nghiên cứu 3 năm, cuối cùng từ bên trong đồng lô phát hiện một đạo truyền thừa, khổ tu 7 năm, cuối cùng xem như cũng có chút tâm đắc. Ha ha, con trai của ta, ngươi không cần thất vọng, nếu ta đã không chết, như vậy vị trí cực ác ma chủ này ngươi tất nhiên là ngồi không được, chẳng qua, nếu bồi thường cho ngươi vị trí đế tử, hẳn không tính thiệt thòi chứ. Là truyền thừa của ai? Một thanh âm yếu ớt truyền lại, là đế nữ đại thương thiên lộ tiểu quân, chẳng biết lúc nào mà nàng cuối cùng đã tỉnh, vạn sầu hài cười nhẹ nhàng. Đương nhiên là truyền thừa của tổ sư gia chúng ta. Nghe được lời này, phòng yêu ma chủ lập tức biến sắc, thất thanh nói. Thiên ma! Ý cười trên mặt vạn sầu hài càng nồng, khẽ gật đầu một cái. Không thể nào, vòng yêu ma chủ tiêu bắc minh quát to. Chúng ta sớm đã có được truyền thừa của hắn, đó chỉ là một ít thần thông cửa lệch mà thôi. Vạn sâu hài cười nhẹ, nói. Truyền thừa chân chính, lúc nào có thể đến lửa các người. Tại trường người người thinh lặng, không ai nói lời nào, chỉ cảm thấy tâm tình trầm muộn, khó chịu vô cùng, không biết nên hỏi cái gì. Ha ha, nhìn ba phương đế cùng các người tranh đến vỡ đầu chảy máu, lão phu quả thực hơi có chút hổ thẹn. Vạn sầu hải dương hai tay ra, bắt đầu ha ha cười lớn ánh mắt chậm rãi quét qua trên mặt đế tử thái huyền thiên yến triệu ca đế nữ đại thương thiên lộ tiểu quân sau đó nhìn về phía đế tử đại xích thiên đang từ xa xa vọt nhanh mà tới thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ to rõ bắt đầu từ hôm nay lục ma thiên chính là thiên vực của lão phu không ai để chia sẻ nửa phần yến triệu điện hạ thương nữ điện hạ đế lưu điện hạ lão phu vô ý là địch với tiên đế sau lưng các người giờ các người rời đi phiền trở về nói với tiên tôn sau lưng các người từ nay trở đi người ngoài không được. Lệnh cực ác ma đế ta thì không thể tự tiện xông vào nửa bước, đám thuộc hạ kia của các người chính là đại giá cho lần này. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay áo lên, một đạo đại kỳ bay tới giữa trời, phần phật triển khai. Ma khí chấn đãng, khói đen cuồn cuộn, dưới đại kỳ, cực ác ma chủ vạn sầu hải như hung thần, đứng giữa hư không, ánh mắt quét xuống, tham lam nhìn từng màng từng màng tiên quân, ma tướng, sinh linh thần tộc, trong mắt như có hai đốm lửa đang thiêu đốt lại liếm môi một cái, thấp giọng cười nhẹ nói. Có những người này, ta hẳn có thể tu luyện tới cảnh giới vô địch dưới tiên đế. Cực ác ma chủ Dương Đế, từ xa xa đám người phương hành nhìn thấy cảnh này, ai nấy cũng đẹp kinh hãi. Đối với lão ma đầu này hắn không xa lạ gì, trước kia còn đi cực ác thiên đánh cướp một phen, chỉ cảm thấy lão già này rất nhát gan, ngoan ngoãn giao ra vật mình muốn, có thể thấy thân bị trọng thương là thật, vô lực nhúng tay tình hình rối ren tại lục ma thiên cũng là thật nhưng giờ chợt thấy án hiện thân ở Thái. Ách thiên, phương hành mới biết mình bị lừa, bị lừa không chỉ mỗi chính mình, còn gồm cả ba phương đế cung và chư bộ thế lực, hóa ra lão già này mượn cớ bị thương giấu mình sau hậu trường, hiện tại mới lộ ra dã tâm, trở thành chim sẻ sao lưng ba phương đế cung, muốn nhất thống lục ma thiên, tự phong làm ma đế. Thật là quá kiêu ngạo. Vạn sầu hài lớn mật, ăn nói ngông cuồng, đại nghịch bất đạo, nhanh nhanh chịu trói hai mạch đại thương thiên và thái huyền thiên vốn đang thu gom binh lực thì bị ma binh vạn sầu hải mang đến tách ra nay lại thấy vạn sầu hải tế lên đại kỳ tự phong ma đế lập tức giận dữ tiên bình tiên tướng hai phương đế cùng có bao giờ để những ma đầu này vào trong mắt bây giờ nghe được vạn sầu hải ở đó ăn nói ngông cuồng lập tức không biết có bao nhiêu tiên tướng miệng gầm gào hét lớn căm giận xuất binh sông đến tiên uy cuồn cuộn pháp bảo thăng thiên vây kín khắp không trung phải muốn cường hành rào sát vạn sầu hải đang đứng một mình giữa hư không ha ha lão phu đã dám dừng đế liền ngay cả tiên đế ta cũng không sợ há lại để đám kiến hôi các ngươi vào trong mắt vạn sầu hải thấy tiên binh tiên tướng kéo tới ha ha cười to hai tay vung vẩy chỉ nghe một tiếng ầm vang ở bên cạnh hắn thình lình bay ra bốn năm đạo bóng dáng mỗi bóng dáng đều có một vệt đen kết nối cùng hắn mơ hồ nhìn ra trong những bóng dáng kia có hai đạo tượng tự, tự như hai vị hộ đạo giả thái huyền thiên bị hắn nuốt lấy đại đạo và tiên khí vừa nãy đám này như là hóa thân của hắn vậy chia nhau chiếm một phương vị, triển khai đại đạo, đồng thời đánh tới tiên binh tiên tướng xung quanh, trong ma khí cuồn cuộn, bốn, tam đạo. Lực lượng đại đạo tuyệt nhiên bất đồng vung vẫy mà ra, tiên binh tiên tướng tới gần đều bị xoán thành cho bụi. Hắn, hắn đột phá nhất, cách đó không xa vòng ưu ma chủ tiêu Bắc Minh nhìn thấy cảnh này, kinh sợ đến độ chống mắt ngoác mồm, thất thanh kêu to. Mấy tên ma đầu còn lại cũng khiếp sợ dị thường, mọi người đều biết, sáu ma đầu lục ma thiên bọn họ đều đã tu hành đại đạo đến cực hạn, thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng cũng chính vì bọn họ đi quá xa trên một đại đạo, ngược lại nhập ma chướng, tự giam hãm bản thân, không thể đột phá cái nhất kia. Cũng chính vì nguyên nhân này, chúng ma đầu mới cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, mình không đột phá được cái nhất kia, liền vĩnh viễn bị bóng mở tiên đế che phủ. Nhưng bây giờ, bọn họ thình lình nhìn thấy vạn sầu hải sử dụng mấy lực lượng đại đạo, trong lòng há có thể không khiếp sợ có thể đột phá cái nhất đó liền đồng nghĩa vạn sầu hải đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới đám ma đầu lục ma thiên không đột phá cái nhất kia đã không thua gì tiên tôn đế cung các phương mà giờ vạn sầu hải đột phá nhất thực lực lại sẽ đạt đến cảnh giới nào tiên vương hay là đúng như hắn nói đã có vốn liếng để xưng đế có cần ra tay nữa không thấy cảnh này ánh mắt đế tử thái huyền thiên yến triệu ca lạnh xuống không nhịn được nhìn đến nữ đại thương thiên một cái Lão ma đầu này tính toán ghê thật. Lúc này, ánh mắt lộ tiểu quân cũng rét run, ám hàm nổ ý. Với thân phận như bọn họ, đến khi quay đầu mới phát hiện bị chơi đùa, cảm giác đó hiển nhiên không hề dễ chịu, ngay cả với công phu dưỡng khí cỡ nàng cũng không kiềm chế nổi, tức giận nói. Không biết hắn tu luyện tà môn ngoại đạo gì mà có thể nốt trừng tiên khí và đại đạo người khác. Đây há chẳng phải chỉ cần không ngừng nuốt người khác, hắn liền có thể không ngừng lớn mạnh, gần như vô địch. Khó trách hắn lại cố ý giả thương trốn sau hậu trường, lấy đại loạn lục ma thiên là mồi hấp dẫn chúng ta, nếu không phải chúng ta một lòng một dạ muốn tranh cấp lục ma thiên, hắn tu luyện ma công bực này, nhất định sẽ sớm bị phát hiện. Giớ nói cái này còn ích lợi gì, Yến Triệu ca cũng nén giận nói. Lão ma đầu này rõ ràng đã tu thành ma công, bằng không đã không xuất hiện trước mặt chúng ta, còn hiện thân vừa khéo lúc chúng ta và đại xích thiên đánh đến lưỡng bạch câu thương, không nghe hắn nói ư hắn không muốn lấy tính mạng chúng ta, chỉ đuổi chúng ta đi, nhưng thuộc hạ và tiên binh tiên tướng đều phải giữ lại, đối với hắn mà nói, đây chính là tài nguyên. Cách duy nhất bây giờ chỉ có tạm thời rời đi, chuyển tống chuyện này cho chư đại tiên tôn đế cung, đô tục quân lại nhạt nói. Nhìn tu vi lão ma đầu, phòng trừng ngoại trừ bậc cha chú chúng ta ra tay, thì chỉ có nước thỉnh cầu đại tiên tôn. Nhưng nếu chúng ta rút đi, những thuộc hạ kia chẳng phải, nói đến đây yến triệu ca ngừng lại không nói tiếp chỉ cảm thấy phẫn nộ dị thường bọn họ coi lục ma thiên là bàn cờ tuy trên danh nghĩa là đại biểu đế cung sau lưng mỗi người mà đến nhưng trên thực tế cũng là vì mưu lợi cho bản thân đều nỗ lực bắt được càng nhiều tài nguyên làm tư hữu của bản thân bởi vậy lần này dẫn theo tới phần lớn là thân tính bồi dưỡng nhiều năm ngược lại rất nhiều cao thủ chung với tiên đế sau lưng bọn họ đều bị bọn họ nghĩ cách bài trừ bên ngoài vốn tưởng chỉ bằng thân tín của mình là đủ ai ngờ vạn sầu hải lại giờ trò bọn họ sao có thể không khó chịu. Nếu mình độc thân rút đi, vậy chẳng phải bằng với không thu hoạch được gì, một thân một mình trở lại đế cung, mấy ngàn năm tích lũy bị hủy hoại trong một ngày, mặc ai đều không chịu được. Vậy thì hết cách rồi, ngươi nguyện giao thủ với hắn ư, lộ tiểu quân lạnh lùng đáp một câu, lập tức khiến Yến Triệu ca ngậm miệng. Hiện tại hai người còn có sức đánh một trận, đặc biệt là lộ tiểu quân, về căn bản không chịu bao nhiêu tổn thất, hòa thượng trẻ tuổi áo trắng kia ra tay không mang sát khí, Dùng một mõ gõ trúng đầu, lại chỉ đánh ngất nàng chứ không đả thương. Yến Triệu ca tuy bị thương, song hắn còn có đế phủ trên người, đó cũng là một đại lợi khí, nhưng dù là vậy, hai người bọn họ đều hoàn toàn không nhắc lên được hứng thú đấu pháp cùng vạn sầu hài. Rốt cuộc thực lực lão ma đầu kia biểu hiện ra quả thực quá đáng sợ. Nhìn thấy cảnh bị hắn hút hết tiền khí thành thây khô, ai nấy đều không nhắc lên được lá gan động thủ, đáy lòng bọn họ đã chấp nhận kết cục hoàn toàn thất lợi. Ai, chúng ta không tính là bất hạnh nhất, vị đế tử đại xích thiên kia mới là mất sạch trong cơn đảo não yến triệu ca đột nhiên lạnh lùng mở miệng như là cười trên nỗi đau người khác nhìn hướng xa xa lẩm bẩm nói giờ ta lại hy vọng bản lãnh hắn lớn hơn một chút nếu có thể lưỡng bại câu thương cùng lão ma đầu kia chúng ta có thể tiêu thuyết sư tỷ không phải ngươi từng đánh thương hắn ư lúc này đám người phương hành cũng đã vọt tới không trung từ xa xa nhìn ma khí càng lúc càng mạnh trên thân lão ma đầu cực ác thiên vạn sầu hải không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía tiêu tuyết vừa nãy bọn họ cũng đã nghe được tiếng gào của cực ác tiểu ma chủ biết thì ra người lúc trước đánh thương vạn sầu hải chính là vị kỳ tài nam chiêm đại thuyết sơn này lúc ta tìm kiếm vết tích thiên ma ở cực ác thiên đã từng gặp được hắn tiêu tuyết tóc trắng phất phới đứng giữa không trung trên mặt không có nửa điểm biểu tình dưới chân nàng cử mãng như là bạch long cuộn mình lan lộn dữ tận khủng bố một động một tính, mang đến một loại mỹ cảm lạnh lẽo dị thường, khiến người không dám nhìn thẳng hai mắt nàng. Thanh âm nàng cũng bình tĩnh không chút gợn sóng, nhàn nhạt truyền đi. Ta đấu pháp với hắn, hắn tu ngoại ma đạo, bị ta khắc chế, bị thương trên kiếm của ta, nhưng thương thế không nặng, bị hắn trốn mất, nàng nói rất đơn giản, nhưng cũng khiến người vừa nghe liền biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra nàng quả thực từ từng giao thủ cùng lão ma đầu kia, hơn nữa lão ma đầu đúng thật bị thương dưới kiếm nàng chỉ có điều, thương thế không nặng như trong đồn đại, nhìn bộ dạng trước mắt, lão ma đầu có vẻ sớm đã dự mưu, cố ý dựa vào việc này che giấu đi. Ha ha, không ngờ ngươi lại đi cùng một chỗ với đế tử đại xích thiên. Cũng lúc này, ánh mắt bình thản mà hài hước của vạn sầu hài nhìn sang, vừa khóe rơi ở trên thân tiêu tuyết, nhẹ giọng nói. Kể ra lão phu còn phải tạ ngươi một tiếng, nếu không nhiều lần giao thủ đó cùng ngươi, đại khái ta không nhanh lĩnh ngộ chân lý ma đạo như bây giờ ha ha cái gì mà ngoại ma nội ma đều là linh đan rượu pháp bắt nguồn từ thượng cổ sinh linh thiên hạ đều là đan có đan này cần gì phải giàu tài nguyên lĩnh ngộ được đạo lý đó lão phu chính là đệ nhất ma đế trong tam thập tam thiên ai dám không theo sinh linh đan trên khuôn mặt lãnh đạm của tiêu tuyết lộ ra nụ cười gằn thanh âm lành lạnh ta không phải chưa từng luyện qua chỉ là pháp môn dơ bẩn như thế ngay từ mới đầu đã bị ta vứt bỏ Bây giờ bị ngươi nhặt lại, đấy căn bản không phải nội ma đạo chân chính, ngươi cũng không đột phá cái nhất kia, chỉ là càng đi càng xa trên một đường ma đạo mà thôi, ta thân là truyền nhân thiên ma, hẳn nên thanh lý môn hộ. Ha ha, nhóc con miệng còn hôi sữa, nói quá không biết ngượng, lão phu cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là ma đạo." Vạn Sâu Hải cười lạnh, đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Tuyết một cái, sau đó ánh mắt quét về phía Phương Hành, cười lạnh nói: tạm thời kêu ngươi một tiếng đế tử đại xích thiên đi vừa nãy lão phu đã nói nếu giờ ngươi rút đi ta liền thả ngươi đi nhưng những người bên cạnh ngươi tất cả đều phải lưu lại xem như cái giá cho việc đại xích thiên các ngươi nhúng tay vào lục ma thiên chúng ta ngươi có nguyện ý hay không nói thật phương hành thấy ánh mắt hắn quét tới lúc này mới cười khổ lắc đầu sau đó bước lên một bước huyết bảo phất phơ lay động khi thiên bá man đào cũng nắm ở trong tay dừng lại một lát mới lần nữa mở miệng các ngươi nói cái gì ma không ma ta thật sự không hiểu lắm, chỉ có điều, vừa nãy ta cũng đã nói, hai vị kia đều là dây béo của ta, mắt thấy sắp trói được chúng lại. Nói đến đây, đột nhiên bật tiếng chửi thề, lao vào tới. Mẹ nó, ngươi lại nhảy đi ra phá dối, thế là thế nào? Thật to gan. Thầy đế tử đại xích thiên hoàn toàn không sợ mình, còn lao thẳng tới, vạn sầu hài ánh mắt lạnh lẽo, xâm nhiên hét lớn, một thân ma khí mênh mông cuồn cuộn trên đỉnh đầu ma kỳ tung bay phần phật tạo nên hung uy vô tận tuy chỉ có một mình hắn nhưng lúc ma khí di động bên người liên tiếp hiện ra từng đạo bóng đen đều là tiên binh ma tướng bị hắn giảo sát sau đó nốt chừng trước đây lúc này bọn họ như là hóa thân đoàn đoàn vây quanh mình hắn từ xa nhìn lại một người mà như một chi đại quân phía bên kia đế tử đại xích thiên múa đao phẫn nộ chém tới so sánh ra quả thực chênh lệch quá xa khá làm đế lưu đảm phách ngược lại không nhỏ yến triệu ca khẽ quát một tiếng mắt sáng lên không biết là thật sự ủng hộ hay đang cười trên đau khổ của người khác ngươi nói quả không sai chúng ta vẫn còn cơ hội ánh mắt đế nữ đại thương thiên lộ tử quân rủ xuống thấp giọng nói tiên uy trên thân chậm rãi vận chuyển ngươi dám ra tay với ta không khác gì tự sát lão ma đầu cực ác thiên vạn sầu hài nhìn thấy phương hành từ xa xa vọt tới cười xùi một tiếng sau người tức thì có mấy đạo bóng đen vọt ra mấy đạo bóng đen kia giống như phân thân khí cơ cường hoành mờ mịt khó giò thân giữa không trung lại vận chuyển ra từng đạo quang vang đại đạo cùng thăng chém xuống phương hành đáng sợ nhất chính là uy lực quang mang đại đạo do mấy đạo bóng đen kia vận chuyển không khác gì mấy vị kia hộ đạo giả triển khai khi còn sống phối hợp với nhau càng là kín không kẽ hở kỳ diệu khôn cùng ầm 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 phương hành đón lấy mấy đạo bóng đen kia tay phải cầm khi thiên bá man đao tay trái nắm hoàng kim chín đạo kích giống giận một tiếng hùng hăng kích xuống nhưng chỉ thấy trong hư không từng mảnh vỡ đại đạo từ từ nứt toát, máu thịt đầm đìa như mưa khi thiên bá man đào vô cùng đáng sợ với nục thân ngay cả đại la kim tiên kim thân cũng có thể chém nứt còn hoàng kim chín đạo kích thì chuyên phá đại đạo tiên quang pháp bảo một đòn tức nát bây giờ phương hành tay nắm hai thanh tiên bảo vừa khéo bổ sung cho nhau hoàn toàn phát huy ra một thân hung uy nga dọc không chờ ha ha vừa nãy ngươi còn thi triển loại pháp môn điều khiển đồng thời nhiều loại đại đạo cơm mà giờ sao không thi triển nữa lão ma đầu cực ác thiên vạn sầu hài thấp giọng cười nhẹ pháp quyết hơi động những hóa thân bị phương hành đánh nát lần nữa ngưng tụ lại vẫn cứ vây công phương hành bản thân hắn lại không vội vã miệng còn buông lời châm chọc tựa hồ thật đang đợi phương hành triển khai bí pháp nhưng phương hành không ngốc đến vậy thật sự thi triển pháp môn kia lão ma đầu này vừa hiện thân liền hiền lộ thủ đoạn nuốt chừng đại đạo lúc này mình há có thể dâng mỡ lên miệng màu. Muốn làm thịt ngươi, không cần phải thi triển bản lĩnh áp đáy dương kia. Ngoài miệng lại không chịu thua, phương hành kêu to một tiếng, trái kích phải đao, xông thẳng về phía trước, từng đạo khói đen nổ bung, phủ kín nửa góc trời. Vô số bóng đen nổ tung trước mắt hắn, bị hắn quét xuống từng mạnh từng mảnh. Rõ ràng là hai người đấu pháp, lại có ý cảnh như hai chi đại quân xung phong chém giết. Ta nói qua, phải vì thiên ma thanh lý môn hộ. Lúc này, đối diện với lão ma đầu cực ác thiên ma khí cuồn cuộn, ngoại trừ phương hành ra, đã không ai dám tùy tiện ra tay với hắn. Hắn thần thông quá quỷ dị, ma khí nồng nặc, ai cũng không muốn bị hắn nuốt chừng, hóa thành một đạo bóng dáng khôi lỗi. Ngay cả hộ đạo giả hai mạch đại thương thiên và thái huyền thiên cùng chư bộ tiên tướng, sau khi vây công vạn sầu hải thất bại, giờ đều đã lui ra sao, chỉ biết ngơ ngác nhìn đại chiến diễn ra trước mắt. Đá ma đầu tiêu Bắc Minh càng là kinh nghi bất định, không có bất kỳ ý định ra tay nào, thậm chí vô thức cùng Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân kéo ra khoảng cách, tựa hồ vạch ra một giới hạn. Chính trong cục diện như thế, phía sau Phương Hành vẫn có một người đứng sừng sững. Chính là Tiêu Tuyết Tiêu Dư Tỷ, đối mặt với ma ý xâm nhiên của lão ma đầu, trên mặt nàng không có nửa phần sợ hãi, trái lại hét to một tiếng, bạch xà dưới chân bay lên, trực tiếp nâng nàng lên trên chín tầng trời, sau đó tóc bạc bay lượn, từ xa xa chém xuống một kiếm, kiếm này hạ xuống, khắp nơi trong thiên địa hoàn toàn trắng xóa, phóng tầm mắt nhìn vào trong tuyết trắng, lại có một đạo kiếm quang màu bạc càng thêm trói mắt thẳng tắp chèm xuống, không biết xé nát bao nhiêu bóng người trước người lão ma đầu. Ha ha, có chút đảm lượng. Cực ác lão ma đầu vạn sầu hải thấy vậy, chẳng những không giận, ngược lại bật cười, mười ngón liên tục điểm tới, bên người lập tức xuất hiện càng nhiều bóng đen, trực tiếp quấn quanh tiêu tuyết, từng đạo bóng đen như điên như dại, như thủy triều tuôn về phía tiêu tuyết. Tiểu bối bây giờ đúng là càng lúc càng không nên hồn. Ở một hướng khác, kiếm ma lão tổ nhìn thấy cảnh tượng phía xa xa, nhịn không được cúi đầu cười cợt. Sau đó xoay người nhìn sang hồ nữ yêu tộc đang đại chiến cùng một vị tiên tướng thái huyền thiên nhất mạch cách hắn không xa, cảm khái nói: Trước đây đám ma đầu chúng ta đều theo đuổi đạo của riêng mình. Nếu đã làm ma, đương nhiên phải coi bản thân cao hơn cả trời, làm sao cam tâm kế thừa đạo lý của người khác? Mà bây giờ ngươi nhìn xem có được truyền thừa thiên ma tiền bối đã gật gù đắc ý thế rồi. vì tiền bối này trước đây chúng ta từng quen ư? vị hồ nữ yêu tộc xinh đẹp tuyệt luân chính đang phí sức ác đấu cùng một thái ất tiên tướng liên tục đối mặt với hiểm cảnh, lúc này lại nghe được nam tử áo đen bên cạnh lầm bà lầm bầm, nhất thời tức giận. một bên đại chiến, một bên vội vàng nói, nếu chúng ta không có giao tình, ngươi cố ý nói cho ta nghe là có ý gì? nếu chúng ta có giao tình, ngươi còn không mau ra tay giúp ta? Ở đó than vãn làm gì? Ha ha, ta biết ngươi, ngươi là mỹ nhân đệ nhất yêu tộc thiên nguyên, đúng không? Kiếm ma lão tổ bật cười, nói. Ta còn biết tên của ngươi gọi là Hồ Tiên Cơ. Vậy còn không hỗ trợ, Hồ Tiên Cơ suýt nữa bị thương của tiên tướng đâm thủ ngực, tức giận kêu to. Ha ha, vậy ngươi phải nhớ nhân tình của ta mới được. Kiếm ma lão tổ cười to, thân hình chấp động thoáng chốc đã biến mất khỏi chỗ cũ đúng lúc này thương của thái ất tiên tướng chính đâm hướng ngực hồ tiên cơ hồ tiên cơ sợ đến độ nhắm nghiền mắt lại nhưng đợi một lát mà không thấy có động tĩnh gì lại mở mắt ra đã không thấy thái ất tiên tướng kia đâu đứng trước người ôm lấy eo thon nhỏ nhắn của mình là vị nam tử áo đen hắn chính đang cười đắc ý ôn nhu nhìn vào mắt mình nhẹ giọng nói hay là chờ này trận đại chiến này kết thúc cùng lúc ăn một bữa cơm hồ tiên cơ trong lòng phát tầm lại không dám đắc tội hắn, đành nỗ lực gượng cười nói. Ta đã có người trong lòng. Kiếm Ma lão tổ giận dữ. "Ai?" Hồ Tiên cơ chớp mắt một cái, chỉ hướng phương hành đang đại chiến cùng vạn sầu hải ở xa xa, Kiếm Ma lão tổ ngẩn ra. "Tên khốn khiếp này." Hồ Tiên cơ nói. "Tiên bối không định tới giúp ư?" Kiếm Ma lão tổ nói ta mà tiến lại hỗ trợ, chẳng khác nào bắt nạt vãn bối. Hồ Tiên Cơ nói. Thì ra ngươi già vậy rồi, kiếm ma lão tổ ngẩn ngơ, vội la lên. Ai nói ta già, xem ta làm thịt lão nhân kia. Nói xong liền thả Hồ Tiên Cơ ra, tung người bay lên giữa không trung, bàn tay phải hư nắm, ô quang chợt lóe, một thanh cự kiếm màu đen xuất hiện trong tay, sau đó hắn cười sang sảng một tiếng, phi thân lao đi ba ngàn dặm thân hình nhanh đến khó mà tin nổi, trực tiếp đột phá tầng tầng bóng đen, đến thẳng phía sau vạn sầu. Hải, sau đó cười dài, một đao cắt lên cổ đối phương. Suy một tiếng, cảnh tượng khó mà tưởng tượng diễn ra, đầu vạn sầu hải bay thẳng lên, sau đó kiếm ma lão tổ nâng lấy đầu lâu kia, xoay người bỏ đi. Phụ thân, thấy cảnh này, phương hành, cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận đều chiếu mắt ngoác mồm, thất thanh kêu to không không khoa trương vậy chứ hồ tiên cơ cũng ngẩn ngơ hiển nhiên nàng không ngờ rằng kiếm ma lão tổ lại dễ dàng đắc thủ đến thế ngược lại vị kiếm ma lão tổ kia tay nâng đầu lâu độn ra ngàn dặm sau đó chợt quay người lông mày nhăn lại đột nhiên trùng trùng ném xuống đầu lâu kia siết chặt cự kiếm màu đen ánh mắt lạnh lùng quét nhìn thân thể vạn sầu hài ha ha ngay cả lão ma đầu người cũng hiện thân xem ra đến lúc ma đạo chúng ta hưng thịnh rồi thân thể vạn sầu hải đã mất đi đầu lâu nhưng tiếng nói của hắn vẫn trầm trầm vang lên ngay sau tiếng nói chuyện đó bộ thân thể không đầu đột nhiên hóa thành một mảnh bóng đen biến mất giữa thiên địa một đạo bóng đen cách hắn gần nhất chợt có biến hóa biến thành bộ dạng hắn chỉ thấy hắn mắt đầy sát khí lạnh lùng liếc nhìn kiếm ma lão tổ sau đó ma khí trên thân đột nhiên tăng vọt thân hình thẳng tắp lao lên như một con cự mãng cuốn tới kiếm ma lão tổ giữa không trung ta có bao nhiêu hóa thân liền có bấy nhiêu cái mạng lão mang ngươi làm sao tổn thương được ta lần này hắn có vẻ ra tay toàn lực vì thế đã có sự khác biệt mà khí cuồn cuộn như núi lửa bạo phát phủ kín bầu trời tràn ngập thiên địa không chỉ kiếm ma lão tổ cả kinh phi thân viễn độn không biết tiến vào trong kẽ nứt hư không nào rồi ngay cả phương hành và tiêu tuyết phía đối diện cũng phải gánh chịu áp lực không nhỏ vẫn hết toàn lực nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ ngăn hết thảy ma ảnh vọt tới ra bên ngoài thậm chí những người khác ngoại trừ quái thai viên ra và tiểu hòa thượng áo trắng đang trầm mặc không nói ngưng thần quan chiến ra, không còn ai dám tiếp cận chiến trường ngay cả lão phượng hoàng cửu lĩnh phượng hoàng thiên giờ đây cũng vì thân rút khỏi vòng chiến đứng cách bọn họ càng lúc càng xa trừ bộ tiên binh ma tướng và sinh linh thần tộc chính đang ác chiến giải rác xung quanh càng là hận không thể ôm đầu thoát ra xa xa người yếu một khi tới gần liền sẽ trở thành cái bóng của cực ác ma chủ vạn sầu hài trở thành một phần thần thông của hắn mà số mạnh hơn một ít khi đối mặt hắn không phải có thể thông qua quần chiến suy yếu đối phương được hắn chỉ sẽ càng đánh càng mạnh từ điểm này mà nói vạn sầu hải đúng là vô địch ở thời đại tiên vương đều bị giết hại gần hết vạn sầu hải không nghi ngờ là người to gan nhất tam thập tam thiên bởi vì hắn tự phong ma đế chính là muốn đương đầu cùng ba vị tiên đế mấy ma đầu lục ma thiên đều có đặc điểm riêng mà vị cực ác lão ma đầu này không chút nghi ngờ đã phát huy đặc điểm riêng của bản thân đến cực hạn hắn ham muốn quyền thế bởi vậy hắn thúc đẩy đặc điểm này đến tận cùng. Chính bởi vì nghĩ rõ ràng điểm này, đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân biết ma ý của hắn, mới không nỗ lực quyền hắn quy thuận, vì trên thế gian này, không gì quyền thế hơn so với nhất thống lục ma thiên, trở thành ma đế độc nhất vô nhị. Đương nhiên, muốn làm điều đó cần phải có lực lượng cường hoành vô biên, mới có thể trở thành ma đế chân chính, chứ không phải ngày nào đó xuất quan bị ba vị tiên đế một tát đập chết. Điều này vốn rất khó có khả năng đạt tới, bởi vì ba vị tiên đế sinh ra đã chiếm hết số mệnh tam thập tam thiên, gần như không thể có đủ tài nguyên sinh ra thêm một vị tiên đế. Bạn sầu hải càng không thể, tu vi vĩnh viễn không cách nào sóng vai cùng ba vị tiên đế. Nhưng hắn lại được thiên ma truyền thừa, khiến bản thân có được khả năng trở thành ma đế độc lập với ba vị tiên đế kia. Sinh linh đan, lấy sinh linh thiên hạ làm đan, như vậy liền như là nắm giữ tài nguyên vô tận, cảnh giới của hắn đã đạt đến trình độ tiên đế hay không. Từ những gì trước mắt thì thấy, nếu cho hắn đầy đủ thời gian, thực lực cá nhân hắn sẽ vĩnh viễn tăng cao không chừng mực tăng đến mức đủ khiến tiên đế cảm thấy kiêng kỵ thừa nhận sự tồn tại của hắn thái huyền thiên và đại thương thiên nhất mà chính là dự liệu được cảnh này trong lòng mới sinh ra cảm giác tuyệt vọng ngay cả đế tử thái huyền thiên yến triệu ca và đế nữ đại thương thiên lộ tử quân đều trước lựa chọn bảo đảm chính mình vứt bỏ hết thảy thuộc hạ huống hồ là người khác vốn đã thân bất do kỳ ngược lại là đế tử đại xích thiên lúc này lại vẫn không biết tự lượng sức mình cứ lớn tiếng gào thét cùng ma nữ tóc bạc liên thủ ngăn địch, tiếp tục liều mình ác chiến. Nhìn bộ dáng bọn họ bây giờ, có vẻ đều đã bị ma khí ngút trời của vạn sầu hải áp xuống hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu lục ma thiên tự thành một mạch, nhìn trường đại chiến kia, tâm tư chúng nhân đều có suy nghĩ bất đồng. Phong ưu ma chủ tiêu Bắc Minh và đại cùng ma chủ tống cái không lo lắng như Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân, ngược lại trong lòng bắt đầu có dã tâm lan tràn. Nếu vạn lão đại trở thành ma đế, vậy chúng ta chính là tiên tôn bên cạnh hắn, có thể vĩnh viễn ở lại lục ma thiên, mãi mãi là dưới một người trên vạn người, vậy xem ra không cần lại đi đầu quân cho đế cung khác, là một tên trưởng lão cũng được, trong mắt tống cái ẩn ẩn có thình vang chớp động. Tài nguyên trong lĩnh vực của chúng ta vĩnh viễn sẽ là của chúng ta, không cần lo lắng bị ba phương đế cung lấy đi, càng không cần lo lắng một khi ba phương đế cung khai chiến sẽ cầm chúng ta đi làm bia đỡ, so sánh ra, hứa hẹn của Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên với chúng ta, căn bản không khác gì trò cười chỉ là phong ưu ma chủ tiêu bắc minh lại thở dài một tiếng nói trước đây chúng ta với hắn là tỉnh kết nghĩa sau này lại thành quân thần tống cái cười gan vậy cũng hơn đi tới những đế cung khác sống trong nâm nớp lo âu chỉ có thái ếch ma chủ nhạc sơn nhi là lo lắng nói đợi khi ba vị tiên đế xuất quan không biết cực ác ma tôn có thể trụ được không nhất định có thể. Cướp lời lúc này là cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận, hắn hai mắt chớp mắt, trên mặt không giấu được ý cười, cơ hồ cưỡng ép cùng hỉ trong lòng mới bình tĩnh nói. Phụ thân ta sơn nay đều là bày mưu rồi mới hành động, không có niềm tin tuyệt đối thì tuyệt sẽ không sớm lộ sơ sót. Các người nghĩ xem tại sao hắn lại xưng đế vào lúc này, bởi vì hiện tại chư phương đế cung, thậm chí là các thế lực lớn khắp nơi, gần như ba thành tinh nhuệ đã tập trung ở đây. Đây chính là sinh linh đan tốt nhất, có vẻ niềm vui trở thành đế tử ma cung khiến hắn hoàn toàn đánh mất lý trí bình thường, lúc này nói chuyện đã có phần cuồng ngạo. Đợi khi phụ thân nuốt chừng, luyện hóa tất cả bọn họ, như vậy thực lực hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Ha 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 ha, ba vị tiên đế thì có cái gì đáng sợ, nói không chừng phụ thân ta còn có hy vọng nhất thống tam thập tam thiên, đến lúc đó ta. Tốt sâu đáy lòng còn sót lại chút lý trí, khiến hắn kịp thời ngậm miệng lại nhưng sự cuồng nhiệt trong lời hắn cũng đủ để ảnh hưởng tâm trí đám ma đầu tiêu bắc minh tống cái nhạc sơn nhi nếu lão ma đầu này thực sự làm được vậy chúng ta liền chết không chỗ chôn lúc này nơi xa quái thai viên gia và tăng nhân áo bào trắng thần tú chính đang ngẩng đầu nhìn lên vạn sầu hài giữa không trung hai người trao đổi ánh mắt một cái không chút dây dưa chuẩn bị sẵn sàng ra tay chỉ là hai người bọn hắn đều là loại nhìn thấu sau đó mới xuất thủ một đòn phải tất trung bởi vậy đều không vội vàng trái lại trong mắt mỗi người ám hàm tiên quang, quan sát trận đại chiến kia, khí tức trên người sớm đã tham dự vào trong trận đại chiến, chỉ là ở trong mắt người bình thường, bọn họ vẫn không có hành động. Gì? Ngao liệt một thân giáp vàng nhìn lên vạn sầu hài giữa không trung, bộ dạng nóng lòng muốn thử, xong lại bị một vị lão già bên người cắt gao kéo giữ, khổ sở khuyên nhủ. Rốt cuộc tu vi ngươi còn chưa lại thành, ngàn vạn không thể động thủ với lão ma đầu kia, Trư Phương tới cứu viện khác lúc này cũng tâm tình trầm trọng, trên người như bị một tảng đá đè ép, Thư Vương vô ảnh sơn không nhịn được nói với Hồ Tiên Cơ. Thực sự không được, vậy chúng ta mau mau rút đi, kiến nghị của hắn Hồ Tiên Cơ cũng đang suy xét. Lời vừa nãy vạn sầu hải nói bọn họ cũng đã nghe thấy, trừ ba vị đế tử ra, lão ma đầu này không có ý định bỏ thoát một ai, nói cách khác, nếu bọn họ không đấu lại lão ma đầu kia, vậy đám người bọn mình chỉ còn nước trở thành sinh linh đan. Nếu vậy, so với ở lại đây chờ chết không bằng thừa lúc tiểu ma đầu ác chiến cùng vạn sầu hài mau mau quét mỡ lên chân mà chạy rời khỏi nơi quỷ quái này tốt xấu còn có thể giữ được tính mạng nhưng trong lòng nghĩ vậy nàng lại có chút do dự nhìn phương hành phía xa xa nàng không nhịn được nhớ tới lời vị đại thánh nhân yêu tộc nói với nàng không thể đi đi rồi chúng ta sẽ hối hận hồ tiên cơ đột nhiên giật mình một cái chém đinh chặt sắt nói trước đây thiệt thòi như thế ta đã ăn không ít lão ma này luyện sinh linh đan đã không cho phép tồn tại trên đời phải hàng phục thần tú thần tình nhàn nhạt nhìn một lát thấp giọng nói hắn tu ma đạo luyện thân ngoại ma thân thực sự khó có thể đối phó nhưng hắn đi chính là tà đồ hóa thân cũng có ma ý nếu đánh nhau chính diện sợ rằng không người có thể chém giết đạt được thân ngoại hóa thân của hắn đặc biệt là trong tình cảnh này thậm chí tốc độ chém giết hóa thân hắn còn không nhanh bằng tốc độ hắn cắn nuốt luyện hóa ma thân. Quái thai viên già nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi có chủ ý? Thần tú gật gật đầu, nói, Phật có pháp môn hàng ma, Phật pháp của ta có thể hàng trụ ma thân hắn, nhưng không kiên trì được quá lâu, thậm chí chỉ được một nhịp thở. Trong thời gian một nhịp thở này, ngươi có thể đồng loạt chém đi hết thảy ma thân của hắn không? Quái thai viên già ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt, nhạt nói ở tam thập tam thiên làm chuyện này có hơi nguy hiểm nhưng có thể thử xem lúc này hai người quái thai viên gia và tiểu hòa thượng thần tú nãy giờ một mực quan chiến cuối cùng đã thương nghị ra kết quả sau đó hai người nhìn nhau một chút không cần nhiều lời tiểu hòa thượng thần tú ngồi xếp bằng giữa hư không tiếng tụng kinh chậm rãi vang lên trong thiên địa phật quang nhàn nhạt, nhạt sáng lâm phẳng phất xua tàn không ít ma ý trên thế gian này hà xa xa cực ác lão ma đầu vạn sầu hải chính đang ra tay cuồng bạo đột nhiên quét mắt lạnh lùng nhìn xuống trong lòng hắn phảng phất cũng cảm nhận được tiên nguy cơ phật quang phổ chiếu lập khí đổ đao nhưng thần tú ra tay cực nhanh ngay thời khắc ánh mắt hắn trông lại hai tay đã hợp thành chữ thập thoáng chốc tiếng tụng kinh bỗng như là sấm rền cuồn cuộn đảo phía chân trời lập tức cả người hắn như biến thành một vị đại phật ánh mắt trầm tĩnh mắt lộ từ bi nhìn lên cực ác ma đầu vạn sầu hải giữa không trung Bên người có Phật ý thuần tịnh tràn ra, linh quang Phật ý tô nhiễm khắp thái Ách Thiên, trải ra bốn phương tám hướng, như thủy triều trầm chậm tuôn về phía Vạn Sầu Hải. Ầm ầm ầm, một màn ngoài người dự liệu xuất hiện, vô tận bao ảnh bên người Vạn Sầu Hải bỗng chốc cứng đờ. Phật quang đầy trời khắp đất cố định hết thảy ma ảnh giữa hư không, mà toàn bộ ma ảnh này chính là tay chân, chính là thần thông của Vạn Sầu Hải, giờ đây đều bị định trụ, nói cách khác, thoáng chốc đó, hắn như bị người chói lại ngay cả lão ma đầu rõ ràng cũng không dự liệu được biến hóa như thế, ánh mắt vừa khiếp sợ lại kinh ngạc, thậm chí mơ hồ còn có mấy phần kinh kỵ và sợ hãi. Cũng lúc này, quái thai viên ra tay cầm thiết kiếm, đột nhiên đạp ra trước một bước, người còn chưa đến, kiếm ý kinh người đã phủ kín toàn bộ đất trời. Ở một hướng khác, kiếm ma lão tổ đang trốn đông nấp tây, bị vạn sầu hải đuổi cho như chó nhà có tang cũng ha ha cười to, vọt ra từ trong một nơi khe nứt không gian, hai tay rung lên, điều khiển ô quang đầy trời âm âm vào tới vạn sầu hải. Tiêu tuyết cũng ra tay, bạch xà bay lên, kiếm ý sáng ngời, phủ kín bốn vực. Lão ma đầu ngươi còn không chịu chết, phương hành đang ác chiến cùng vạn sầu hải cũng phát hiện thời cơ, trong lòng đại hỉ, cầm thét vào tới. Khi thiên bá man đao vẽ ra một vòng tròn cực lớn, một đường xé rách hư không, trực tiếp nhắm thẳng đến vị trí vạn sầu hải, thoáng chốc đó, năm đại cao thủ đồng ma ra tay, hình thành nên một vòng vây cực lớn vạn sầu hay ngông cuồng tự đại lúc này bất ngờ rơi vào trong hung hiểm mà chính hắn đều không dự liệu được